Xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5. Các em thân mến, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong cuốn sách Bài tập hàng ngày toán 5 tập 1 được biên soạn theo chương trình Kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Trong video này, cô trò chúng ta sẽ chữa các bài tập ở bài 1, ôn tập số tự nhiên, một la mã, phần trắc nghiệm, khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, số 72.853 được đọc là, vừa nãy thì cô đã đọc được số này là 72.853. Vậy đáp án chính xác sẽ là đáp án B, 72.853. Cô khoanh vào B nhé. Chúng ta chuyển sang câu số 2. Câu 2, số gồm 60 triệu, 800 nghìn, 50 nghìn, 20 và 7 đơn vị. Viết là, ở đây chúng ta sẽ có hai cách làm. Cách đầu tiên thì các con hãy xem là số nào có 60 triệu. Cô thấy là cả 4 đáp án đều là có 60 triệu này. Số 6 đứng ở vị trí hàng chục triệu. 800 nghìn, cô thấy có đáp án A, C và D có 800 nghìn. Tiếp theo là 50 nghìn, có đáp án A này và đáp án D. Tiếp theo 20, đáp án A và chỉ còn duy nhất đáp án A. Như vậy cô sẽ khoanh vào A. Cách thứ hai cô muốn chỉ cho các con đó chính là gì ạ? Chúng ta có thể viết giá trị của các số để chúng ta thực hiện phép cộng như sau này. 60 triệu cộng với 800 nghìn. Tương tự như vậy thì các con hãy viết nốt 50 nghìn này, 20 và 7 đơn vị. Sau đó chúng ta thực hiện phép tính cộng. Và kết quả vẫn bằng 60 triệu 850.027. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 3. Trong số 178.254.963, giá trị chữ số 4 là, các con cùng gạch chân và giá trị vào chữ số 4 trong số nhé. Chữ số 4 chúng ta thấy là đang thuộc lớp nghìn đúng chưa ạ? Như vậy thì ở đây sẽ là giá trị chữ số 4 chúng ta nhìn ra ngay là 4.000. Cô khoanh đáp án D. Chúng ta chuyển sang câu số 4. Trong các số dưới đây, số bé nhất là, để tìm được số bé nhất thì chúng ta sẽ cần đi so sánh các số tương ứng với các đáp án cho A, B, C, D. Trước tiên, số bé nhất, cô sẽ so sánh từ hàng chục triệu. Ở đây là 8 này, 9, 8, 8. Như vậy thì cô đã loại được đáp án B. Số chục hàng ở hàng chục triệu, ở đáp án B là chữ số 9, là số lớn nhất. Như vậy, cô loại được đáp án B. Còn đáp án A, C và D. Tiếp theo, cô xét đến hàng triệu, 2 này, 2, 2 đều bằng nhau. Chúng ta xét tiếp đến hàng trăm nghìn, 7, 9 và 7. Như vậy, cô loại được thêm đáp án C, còn đáp án A và D. Tiếp theo, cô xét đến hàng chục nghìn. Đây là 4 và đây là 1. Như vậy, số ở đáp án D là số bé nhất trong 4 đáp án này. Cô khoanh vào đáp án D nhé. Chúng ta cùng chuyển sang câu số 5. Số 686.584.961 khi làm tròn đến hàng chục nghìn ta được. Trước tiên thì chúng ta cần phải xác định hàng chục nghìn trong số này là ở đâu ạ? Chính xác, đấy là chữ số 8. Như vậy thì làm tròn đến hàng chục nghìn có nghĩa làm tròn đến chữ số 8. Vậy thì phía bên tay phải sẽ là hàng nghìn là số 4. Như vậy thì chúng ta sẽ cần làm tròn xuống. Cô được số khi làm tròn là 686.580.000. Cô sẽ khoanh vào đáp án B, 686.580.000. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 6. Số liền trước của số lẻ nhỏ nhất có 8 chữ số khác nhau là. Cô phân tích đề bài này. Trước tiên chúng ta cần phải đi tìm số lẻ nhỏ nhất có 8 chữ số khác nhau là số nào. Sau đó chúng ta mới tìm được số liền trước của số đó. Vậy thì chúng ta cùng nhau đi tìm số lẻ đó nhé. Vì là số nhỏ nhất có 8 chữ số, cô sẽ viết số nhỏ nhất mà đứng được ở vị trí chục nghìn sẽ là số 1, 0 này. Sau đó là, số 10.234.567 là số lẻ nhỏ nhất có 8 chữ số khác nhau. Vậy thì số liền trước của nó sẽ là số nào ạ?
À, chúng ta sẽ trừ đi một đơn vị để tìm ra số liền trước, chính là 10.234.566. Đấy chính là đáp án D đấy ạ. Cô khoanh vào D nhé. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang phần 2 La Mã, phần tự luận. Bài 1, viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu. Các con hãy nhìn vào mẫu. Cô có 6.805.713 bằng 6 triệu cộng với 800.000 cộng với 5.000 cộng với 7.000 cộng 10 và cộng 3. Tương tự như vậy thì đối với các số bên dưới chúng ta sẽ tách các số sau như sau này. 92.543.015 cô viết như sau. Tương tự như vậy thì số 351.648.109 các con hãy viết thành tổng như sau. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 2. Bài 2 hoàn thành bảng sau. Các con hãy quan sát bảng này. Ở đây có số 4.325.876. Giá trị chữ số 7 trong số này sẽ là bao nhiêu? Chúng ta hãy điền vào ô trống này. Tương tự như vậy, giá trị của chữ số 4 trong số này là bao nhiêu? Chúng ta hãy viết lại như sau. Chữ số 7, các con có thể gạch chân vào bút chì. Chữ số 4. Như vậy giá trị của hai chữ số này trong số 4.325.876 là bao nhiêu? Trước tiên là chữ số 7, giá trị sẽ là 70. Còn chữ số 4, giá trị của chữ số 4 sẽ là 4 triệu. Chúng ta cùng chuyển sang số tiếp theo. Số 67.842.350. Giá trị chữ số 7, chúng ta hãy gạch chân chữ số 7 và chữ số 4 có trong số này. Vậy thì giá trị sẽ là chữ số 7 đang đứng ở lớp triệu và hàng triệu. Như vậy, giá trị chữ số 7 trong số này là 7 triệu. Còn giá trị chữ số 4 đang đứng ở vị trí là hàng chục nghìn, cho nên cô sẽ viết là 40.000. Tiếp theo, trong số 398.724.512, chữ số 7, chúng ta gạch chân vào chữ số 7 này và chữ số 4. Giá trị của chữ số 7 sẽ là 700.000, còn giá trị chữ số 4 sẽ là 4.000. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 3. Hoàn thành bảng sau, số 378.674.379 làm tròn đến hàng nghìn này, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn. Trước tiên chúng ta hãy làm tròn đến hàng nghìn ở số này. Hàng nghìn chúng ta sẽ có là số 4. Vậy thì chúng ta cùng xem là ở vị trí bên phải của số 4 là số 3. Cho nên chúng ta sẽ làm tròn xuống và số đó sẽ là 378.674.000. Tiếp theo, làm tròn đến hàng chục nghìn. Hàng chục nghìn là số 7. Vậy thì phía bên phải của số 7 sẽ là số 4. Vậy cô sẽ làm tròn xuống vì 4 bé hơn 5. Vậy thì số sẽ được làm tròn là 378.670.000. Tiếp theo chúng ta sẽ làm tròn số đến hàng trăm nghìn. Hàng trăm nghìn là chữ số 6, đúng chưa ạ? Vậy thì phía bên phải nó là số 7. À, số 7 lớn hơn 5 cho nên cô sẽ làm tròn lên. Làm tròn lên thì số được làm tròn sẽ là 378.700.000. Tương tự như vậy thì các con hãy thực hiện làm tròn hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn đối với số 64.537.458 nhé. Và đây là đáp án của cô. Chúng ta chuyển tiếp sang bài số 4 nhé. Bài 4, quan sát bảng thống kê sau và điền vào chỗ trống cho thích hợp. Số học sinh của trường tiểu học Hùng Vương trong 5 năm học vừa qua. Chúng ta cùng nhìn này. Năm học 2019-2020, số học sinh là 4.583 học sinh. Năm học 2020-2021, số học sinh của trường tiểu học Hùng Vương là 4.421 học sinh. Năm tiếp theo, số học sinh của trường tiểu học đó là 4.532 học sinh. Năm 2022-2023, số học sinh của trường tiểu học Hùng Vương là 4.325. Và cuối cùng, năm 2023 đến năm 2024,
Số học sinh của trường tiểu học Hùng Vương là 4.561. A nhỏ, năm học nào có số học sinh nhiều nhất? Vậy thì chúng ta cùng đi so sánh xem là số học sinh của 5 năm trong 5 năm học này đâu là số lớn nhất? Thì sẽ là tương ứng với số 5 có số học sinh nhiều nhất. Sau khi cô quan sát thì cô thấy năm học 2019-2020 có số học sinh nhiều nhất. Như vậy thì cô sẽ điền vào ô trống sẽ là 2019-2020. B nhỏ, số học sinh trong 5 năm học vừa qua được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là. Như vậy thì chúng ta cần phải sắp xếp thứ tự số học sinh của các năm học theo thứ tự giảm dần hay là theo thứ tự từ lớn đến bé. Như vậy thì năm nào có số học sinh nhiều nhất chúng ta vừa tìm được, đấy là năm 2019, năm 2020 có số học sinh nhiều nhất. Vậy thì cô sẽ xếp số học sinh của năm này ở vị trí đầu tiên. Tiếp theo sẽ là số học sinh của năm 2023-2024 sẽ là số lớn nhất trong 4 số còn lại, đúng chưa ạ? Là 4.561 học sinh. Tiếp tục sẽ là số học sinh của năm học 2021-2022 là 4.532 học sinh. Tiếp theo chúng ta sẽ xếp số học sinh của năm 2020-2021 là 4.421 học sinh. Và cuối cùng, năm học có số học sinh ít nhất là năm 2022, năm 2023 có 4.325 học sinh. Và đây là phần trình bày của cô. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 5. Bài 5, cho các tấm thẻ số 7, 5, 4, 6, 3, 8, 9 và 0. A nhỏ, số chẵn nhỏ nhất có 7 chữ số được ghép từ các tấm thẻ số trên là số nào? Vậy thì chúng ta hãy cùng ghép các tấm thẻ để có số chẵn nhỏ nhất có 7 chữ số nhé. Trước tiên thì phải là số chẵn. Vậy thì tận cùng, chữ số tận cùng của số này sẽ phải là số chẵn. Và đây là số nhỏ nhất, cho nên cô sẽ cần phải sắp xếp các chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn. Đương nhiên số 0 sẽ không thể đứng ở vị trí đầu tiên. Vậy thì số cô xếp ở vị trí đầu tiên sẽ là số 3 này. Tiếp theo sẽ là số nhỏ nhất là số 0. Rồi đến số 4, số 5, 6, 7 và 8. Như vậy là cô đã tìm được số được ghép từ các thẻ số trên là số chẵn nhỏ nhất, đúng chưa ạ? Số chẵn tận cùng là 8 này, là số nhỏ nhất được ghép từ các tấm thẻ trên. B nhỏ, số lẻ lớn nhất có 8 chữ số được ghép từ các thẻ số trên là số nào? Vừa nãy thì chúng ta đã ghép được số chẵn nhỏ nhất có 7 chữ số. Bây giờ thì chúng ta sẽ ghép số lẻ lớn nhất có 8 chữ số. Số lẻ thì chữ số tận cùng của số đó sẽ phải là số lẻ, đúng chưa ạ? Vậy thì lớn nhất, cô sẽ sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé, ngược lại với O ở A, đúng chưa ạ? Số lớn nhất trong các thẻ số này sẽ là số 9. Như vậy cô sẽ viết số 9 ở vị trí đầu tiên. Tiếp theo sẽ là số 8, rồi đến 7, rồi đến số 6 và số 5. Vậy thì chúng ta sẽ còn thẻ số 4, số 3 và số 0. Vì đây là số lẻ lớn nhất, cho nên cô sẽ chọn số 3 là vị trí ở cuối cùng, là hàng đơn vị đấy ạ. Còn số 0 và số 4 cô sắp xếp như sau. Như vậy số cô xếp được là 98.765.403 là số lẻ lớn nhất có 8 chữ số được ghép từ các thẻ số trên. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong các bài tập trong bài 1 ôn tập về các số tự nhiên. Và cô hẹn gặp lại các con ở video tiếp theo, chúng ta cùng chữa các bài tập ở bài 2.